Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần Lizen có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giá trúng thầu là trên 1.253 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 1.035 ngày. Theo thông tin trên website của công ty cổ phần Lizen, tiền thân của đơn vị này là công ty cổ phần Likuji 16 có vốn điều lệ trên 1.900 tỷ đồng. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng do ngân sách tỉnh thực hiện, gồm chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn, chi phí dự phòng. Chiều dài tuyến mỗi bên khoảng 17,7 km, mặt cắt ngang mỗi bên 12 m, gồm 2 làn xe đảm bảo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến có nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức bằng cầu vượt. Có 5 cầu gồm cầu vượt sông Đồng Quê, sông Bắc Hưng Hải trên 2 nhánh và cầu trên đường đối 2 đường song hành trái và phải.